Đây, những đây là những dòng màu đen nha, anh em nào thích phong thủy dòng màu đen thì có thể lựa chọn nha, trong kho rất là nhiều dòng màu đen này. Hôm nay mới về, tấm hồi nãy mình mới vừa quay là cái vân nó khác nha, tấm này vân khác nữa nè. Đấy, cái vân này nó to hơn, nó đậm hơn, cái màu trắng đó nha, nó bự hơn và nhiều hơn. Đi thì gió rồi, tấm màu đen này rất là nhiều. Mấy màu đen này anh em nào thích có thể sử dụng làm cái thang máy rồi này kia, rất là đẹp nha, và có thể thi công những hạng mục khác ở đây. Đá mà nó có thể thi công rất là nhiều hạng mục nha. Thấy đa số khách bên mình hay sử dụng làm bên cái thang máy nhiều, làm những cái khác nữa, mặt tiền hoặc đồ anh em nào thích đó sao cũng được nha. Ở trong đây có nhiều mẫu màu đen khác nữa nè, vân nó khác nha. Đây, rất nhiều mẫu màu đen, cái tấm trong khác nha, tấm ngoài này khác nữa nè. Nhưng mà mấy dòng màu đen này nó khó quay á, quay cái màu nó ra màu gì á, muốn trắng trắng rồi chứ không phải màu đen nữa. Anh em nào muốn xem tận mắt thì lên kho hoặc là bên mình đem mẫu tới chào là ok thôi nha. Cái qua hình ảnh thì nó chỉ được có 40-50 vậy đó à. Đây cái phần khác nữa nè, đó giờ nó mờ quá. Đá là rất nhiều mà quay không được tất cả. Đây, trong đây có rất là nhiều màu khác nè. Đó, rất là nhiều mẫu nha. Anh em nào không thích mẫu màu đen có thể chọn mẫu màu xám này nè. Đây, cái màu này cũng khá đẹp này nha. Đấy, do dán đầy can đó mọi người, dán đầy can để chống dày chống xước đó, cho nên nó phù phù, nhìn nó mờ đi á, nhìn không được đẹp nha. Đây, cái mẫu này đúng ra thi công lên nó cực kỳ đẹp á. Đây, những cái mẫu khách đang lựa chọn. Đây là một tấm đá nhân tạo này, cực kỳ đẹp. Đây là nhân tạo nha. Ở nhân tạo có rất là nhiều mẫu mã đẹp luôn á. Đi cô tôn có, quạt có và nhân tạo thường có nha. Rồi, anh em nào thích mẫu nào thì liên hệ với mình sẽ nhận và tư vấn thi công luôn cho mọi người nha. Mình báo giá tất cả qua Zalo nha mọi người.